Chán à, xong đùa rồi, mình đọc xong đùa trong đời rồi. À, thế thì đi rước đèn không? Ừ. Đèn do không thì anh em đi rước đèn ấy, đi tìm cô Hằng à? À, đi tìm chị Hằng ấy. Không, anh lúa phải đi tìm cô Hằng rồi. Đâu rồi thì có cũng được. Cũng được à? Được. À, anh lúa này ngồi ăn cùng với mình. Nhưng mà lấy bà con nào hôm nay là đồng khởi là chưa đồng thanh lắm. Bác ơi! Dô à? Lại dô à? Có cho anh dô này không? Có. Thế là bắt nhịp lại nhá, 1, 2, 3 là phải dô nhá. Cùng nhau dô nhá. Được không? Cùng nhau đếm nhá. Làm mẫu một lần rồi, lần này là làm thật đấy. Được không? Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi à? Nghe chín nhá. Anh em ơi! Mọi người ơi! Bà con ơi! 1, 2, 3! Lại nào. Lại nha. 2, 3. Go. 2. Go. Mọi người đừng đếm theo em. Em hô 2, 3 thì mọi người đếm, mọi người nói dô nhá. Lại nhá. Mọi người ơi. Go. Anh em ơi. Go. Bà con ơi. Go. 2, 3. Go. 2, 3. Go. 2, 3. Go. Đứng lên nào. Đứng lên nào. Ô chị chua mới nghỉ đấy. Anh là về nhà đi giặt quần áo xong rồi nấu cơm ở nhà ăn. Ô chị sao hảo mới lên tên anh chụp quả kia.
ông là bố của ai người chị nhỉ? Bố của Mai. À, ông của Mai. Mùi chế nhé. Mình dặn nhau rồi mà, không mời mà. Mẹ chứ sao không mời nhỉ? Rất ngại mà. Đây. Không biết. Thấy rồi, kia là hỏng chơi rồi à? Hỏng biết đâu mà. Kìa nhá, một phòng bố hát lên luôn nè. Được không? Nhưng mà rỉa trước. Rỉa trước à? Rỉa sau. Thôi anh bảo đây là có cắp rồi à. Nhưng mà em chưa có là em có bia rồi nhưng mà rỉa chưa có nhưng mà để tính. Không như anh uống bia thôi, mai còn đi ấy mà. Ráo lên tỉ. Nhưng mà bạn ấy vào gọi đấy không phải là rỉa chứ. Không phải bia. Đây rồi. Anh muốn lấy hộ em à? Ờ đúng rồi. Lấy một gốc giềng cỏ. Ô em số pha chứ khỏi mẹ cô nhà giáo cái phái lửa đen lao lò. Một chén nhá, nhưng mà phải giống như mất nhá, không được bảo lại uống rượu nhá. Vâng, thì anh em mời là anh say đấy. Vâng, nhớ nhá, anh nhớ. Anh luống hàng lấy chén gì đó. Chén trên này uống một pi mà. Đúng rồi. Bảo IP là uống một chén thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mà uống ít thôi đúng không? Nó kiếm một quả là tất nhiên cũng phải là... Dơ. Ông chỉ nhớ tụt phạt à? Tụt phạt thôi. Ông hôm nay là trung thu vui quá quên cả gậy rồi. Đúng rồi. Hôm nay làm có chí mấy tuổi rồi. Là già tuổi nhất thôn mình rồi. Đúng rồi. Em xin. Ui. Anh Lũ ơi, xin dốc ít gì nhá. Thôi, dốc một chế đâu. Em ơi, cứ đưa chén đây trả đưa đây. Anh em uống một nửa thôi, anh không uống được hết, uống một nửa chia nhau mà. Bây giờ uống một nửa là một hết luôn đấy. Bây giờ một đài một chén rồi uống một nửa á. Khách uống khỏe nhé. Một chén thôi. Nhưng mà chén này ăn là chén này uống không được. Trường hay đang nhờ bà cô giống mời mình ở trong nó mình bảo là mọi người mời anh Trường đi. Anh Trường đi. Chú Lý hay này đùa. Cái tối cho anh ngủ nhờ không? Có à? Một chén nữa. Ngủ trong nhà là được không? Ngồi đây, ngồi đây. Ly thì là phải nói là trong bà con ấy thì Ly là cũng là người nói thẳng với phổ thông nhất, đi làm ca nhiều hơn nên là công việc cũng nhiều khi là đi lại tương đối là vất vả. Bé của ta là bé của ta trong mộ.
Cảm ơn nhưng có mỗi anh có rượu thôi, anh uống. Bây giờ anh ấy uống. Bây giờ anh ấy uống được rồi. Rót vào đi. Bây giờ anh uống chung rồi, em không uống. Bây giờ em mới uống rồi. Anh có uống rồi, uống nhiều thì anh sẽ ăn. Ý là để cho chú Ly được uống riêng, em làm ơn gì em. Không, thầy em mình rô đi. Rô à, rồi. Rô đi. Nào. Rô đi hôm nay nào. À, chia nào. Ôi trời, vợ là vợ cái chồng sang xong mà cứ giả vờ quên ý. Thế chỉ có kia à? Lên mà bia mua bia. Rượu đi. Chú đang uống à? À, thế thì phải bác với rượu à? Anh Trao đây, anh Trao. Anh Trao đi. Anh Trao đi đâu đây? Anh Trao về đây nào. Anh Trao thái rốt rượu thì anh Trao lại đi vệ sinh à? Lý do này quen quá rồi nhỉ? Ừ, anh cảm ơn đi nhá. Đây, em nào. Ừ, em mời anh nè. Lúa. Rô đều nhá. À rồi em ăn rô nhá. Em theo. Nào. 1 2 3. Rô. 1 2 3. Rô. 1 2 3. Rô. À uống à. Mình tưởng nó rô. Đi bắt cho tụi bạn đi. Mày ơi, cửa nhé còn đã có lửa nào? Có lửa để mình cảm ơn. Không nổ nữa, không nổ nữa. Tuấn nào nhỉ? Không à? Anh Tuấn đâu không? Anh Tuấn mà. Sao mình phải nhiều sức khỏe nha. Bây giờ đây nhá. Ba tháng làm việc với nhau rồi, ông bà ấy, ông vẫn không biết tên anh. Anh cảm ơn nha. Đúng không? 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 Hai tay vào, cháu xin chú. Rất to như nào. Rất hy vọng là các cháu sẽ hát được một bài như nào. Ô, trái tế nha, cháu xin chú nha. Ôi, nhớ lòng mơ mình khăn đi chứ. Bắt chưa? Hát tiếng Mông được, hát được tiếng Mông không? Cháu xin chú nha, nhớ chưa? Chắc là hát bánh nhớ đấy. Hát bánh nhớ à? Ủa chưa, mỗi đứa một hộp chưa? Vợ ta có tí tốt quần chị cho quần nè, cho à mì hiệu tuổi. Một quần nè. Mẹ chỉ được khai lắm á. Bà mẹ không biết là không phải đi. Mặt tóc gần chị Mỹ à? Bố Si vậy không? Đúng bố Si không? Nên bố Si ngồi xuống này, bố Si ngồi xuống anh bảo. Ừ. Mời ừ. Uống ít thôi. Ờ, hào mềm mềm à? Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, em biết rồi. Chắc là mở canh thôi. Chén của anh không có rượu này. Có mà, có một nửa. Ờ. Anh mời bố Si nhá. Đúng nhưng rồi. Mà nhưng mày phải để ý chăm Si một tí. Đúng rồi. Tắm cho Si với nhá. Nhưng mà nó nó đi chơi nhiều quá. Không phải là đi chơi nhưng mà nó người đê thì mình rửa xong nó cũng giống như thế. Nó người đen à? Người thịt đê thì rửa xong nó sạch sẽ rồi nó cứ giống như thế là xong là được. À trước kia cho chồng là chồng nắng cái đu liền du tạc cái gì vậy chứ cũ thế nào à
Thôi nhưng mà chịu khó lau mặt với rửa tay rửa chân cho con nhá. Đúng rồi. Anh biết là đi làm là vất vả, là mình không có thời gian đấy. Nhưng mà lúc nào mình nghỉ ấy, mình gọi con đi rửa tay rửa mặt nhá. Đúng rồi. Dạ thế tao hải tiểu. Ý tôi chỉ là mở tất cả các anh thôi. Em uống một nửa thôi nhá, không uống hết được. Tí là còn đi về là còn con nữa. Hôm nay là hai đứa kia nữa ở nhà là ba đứa đúng không? Đúng rồi. Ừ nhá. Thế bọn nó có xuống đây hết chưa? Xuống về hết rồi. Thế thì uống nước chén em đi ra trông nó để cho nó ăn kẹo nhá. Em ăn no rồi đúng không? Rồi. Uống một nửa thôi xong rồi đi ra với con đi nhá. Rồi, anh cảm ơn nhá. Ừ. Anh vào nữa, anh vào luôn đi, mời luôn đi. Chưa cứ mời như thế này làm sao mà em chịu được. Mời thế này là tối nay ngủ đấy, đấy. Anh ngồi đây này. Đi ngủ nhà anh được mà. Ừ. Anh có giường đầy đủ mà. Ở đây là cứ chỉ bảo ngủ đây là bà con là ai cũng mời về. Chỗ nào không có chỗ ngủ. Rồi cho đúng không? Rót một tí nữa. Đây. Ở đây rót cho ba anh em luôn nhỉ. Ở thế bốn đi. Phải về xi nhỏ đấy. Thế thì anh em mình chung nhau thôi. Thế thôi. Bây giờ cho đầy đi. Chén sao. À, đây cuối cùng cái gì? Vâng, rồi, cho nhờ. Anh bà. Em. Ôi cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn bà con. Đấy, cũng đồng hành. Bà ơi, anh với cả anh luôn cả các bà con và cả các em và rất là nhiều. Thực ra là vô cho các bà con hay là các bác ạ. Cả anh Long rất nhiều. Có anh Long đã đem ấy. Một cái Tết Trung Thu rất là vui cho bà con. Rồi không sao. Không sao, ở đây là như thế nào, có nghĩa là anh em mình sẽ không cảm ơn nhau nữa, mà là anh em mình cố gắng, anh em làm tốt những cái gì ấy, mà Mạnh Thường Quân này, nhà Hảo Tâm này, cũng như là khán giả đang tin tưởng và quý mến anh em mình sẽ phải làm tốt điều đấy. Mà cái cảm ơn của anh em mình là sẽ cảm ơn là tất cả mọi người đã theo dõi kênh của bạn Trao Vlog cũng như kênh của Cao Nguyên Đá đấy, tất cả mọi người đã đặt niềm tin cũng như là cái sự quý mến của mọi người đến với bà con Háo Chua, để Háo Chua có một ngày hôm nay và tới nữa thì cũng rất mong là anh em mình ở đây cũng như là bà con sẽ phát triển được kinh tế, đúng không? Để làm gì? Để mình sẽ đón tất cả mọi người lên thăm Háo Chua. Đấy. Rồi, chúc sức khỏe nhá. Cảm ơn nhá. À. Sức khỏe em nha. Cảm ơn anh Thái nha. Mấy anh em ăn no chưa? No rồi. No rồi à? No rồi, về ăn tiếp đi. Anh bảo này, hết đồ ăn thì mình có thể chuyển mâm kia xuống mâm dưới, ăn tiếp mâm mới. No rồi. Anh hay quên tên lắm. Nhớ. Nói một câu tí. Gặp mà lâu rồi mình chưa nhớ tên. Mặt thì nhớ đấy, nhưng mà là nhiều khi quên tên đấy. Ui, chết rồi. Say rồi. Mà anh em thì anh nhớ kỹ, nhưng mà mỗi tên của em là anh Long lại quên. Say rồi, cổ chơ rồi. Anh đã giúp đỡ cho bà con nhiều. Anh cảm ơn. Thực ra thì không phải là anh giúp đỡ, mà cái này là mọi người giúp đỡ. Thì có nhiều. Thì bà con đồng ý cho anh đến để giúp bà con một tí thôi. Nhá. Cảm ơn Lử nhá. Hôm nay là hoàn thiện tuyến đường rồi, cũng như là Trung Thu là liên hoan cho bà con ở trong xóm. Đấy, anh em bà con vui quá. Vui quá đúng không? Vui đúng không? Vui là anh mừng rồi. Ôi lại uống à? Cả rượu cả bia thế này. Hay thái cực luôn. Thế là hôm nay anh Lúa là ở đây ngồi đây để tiếp em đúng không? Có một anh em ở trên đây gọi bảo anh Lúa về lên trên ngồi đây, anh Lúa bảo là anh Lúa mà lên thì không có ai ngồi với em Long. Và bây giờ anh Lúa ngồi, còn anh Long em Long cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Vâng. Em mời anh Long một chén. Anh cười gì? Đến lượt em mà. Thế như này là không biết là anh khỏe hay yếu nữa. Tối nay anh không say là không cho về ấy. Không, hôm nay là anh không say được. Bởi vì sáng sớm anh đi Cao Bằng rồi. Nhất định là anh phải thích Háo Chua. Anh thích mà, anh thích Háo Chua mà. Anh yêu mến Háo Chua. Đấy. Uống nhá. Ừ rồi, cảm ơn Mỹ nhá. Cảm ơn anh Lúa, cảm ơn mọi người.
Nhưng mà thôi uống nước cái này thôi, em ăn cơm không uống nữa đâu. Xong là chờ đi lên xem trẻ con là ăn đồ ngọt thôi. Anh cảm ơn Mỹ. Anh chúc anh sẽ nhiều sức khỏe. Tối hôm nay anh đã đem một cái Tết Trung Thu rất là vui mừng cho bà con ở trong làng Háo Chua. Em rất là cảm ơn anh ạ. Rồi, anh cảm ơn Mỹ nhé. Em nói chuyện với anh Long không ạ? Vâng, rồi, rồi, rồi. Và anh chào anh chào em nhé. Vâng, vâng. À không, bà con ở trên này vui tình lắm. Anh uống một nửa lên thôi nhá. Được không? Được không? Không, ý là anh còn chỗ này là anh uống hết, nhưng mà em uống hết đúng không? À. Giới thiệu ra, mình giới thiệu mình tên là gì á? Ừ, đấy, đây là Nô. Ôi, ở đây cũng có kẹo luôn. Có chứ. À. À. Ừ, rồi, rất là vui nhá. Ừ. Em vui không? Có. Có, được rồi, rồi, rồi. Hôm nay mình vui này, xong là ngày mai kia mình tiếp tục công việc đúng không? Ừ, nhé, cố gắng nhé, mọi người cố gắng nhé. Ủa nhiều quá nhở, nhiều món quá. Anh lúa ăn đi. Không em bảo em ăn nốt chỗ cơm này của em đấy. Cái này là nhở, giỏ dế à? À, giọng ngu ạ. Cũng cũng giống kiểu giỏ dế quay vòng đúng không? Đấy, vậy đây có công đấy, tay từ quay vòng luôn á. Ừ. Thế của anh lúa đâu rồi? Thế vòng lấy thứ hai nhá. Không được đâu, một lần thôi. Không phải thế. Không cho anh nó ăn cơm đã. Ồ, cái đấy mày vòng lấy thứ hai. À, chú Ly bảo em xuống. Ủa, không? Không đưa thì không phải như thế. Em đưa xuống. Tự nghĩ vào đầu. Rồi. Đưa đây, đưa đây, em rót ra. Nhưng mà cái gió dốc vào mà... Thôi, đưa rồi. Bà con nhiệt tình quá mọi người ạ. Quý lắm ấy. Anh Long hôm nay... Đúng không? Vui quá. Hôm nay xong vui rồi. Vui anh... đấy. Anh cũng vui nhưng mà anh sợ anh say lắm. Vui rồi. Rất vui. Anh luôn thôi mà, ba anh em đi. Dạ, có ba người thôi mà. Ba vô. Ba anh em uống à? Hai anh em uống đây. Anh ui dồi, khéo. Sao cũng được à? Khéo thế này chẳng sang năm lấy vợ à? Khéo thế này cuối năm lấy vợ. Cùng nhau uống nhá. Cùng nhau uống nhá. Nhưng mà anh luôn em vào mờ thì lên phải là lần thứ hai rồi. Nhưng mà em cũng là mờ cả chế. Nhưng mà cái đấy thế cũng là rất là anh chia anh tia với anh Long. Hôm nay là có gã là đường để cho bộ mình rồi. Nhưng mà hôm nay rất là cảm ơn cho anh Long với anh chia anh tia. Hôm nay rất là vui vẻ quá. Rồi, anh cảm ơn nhá, cảm ơn chả. Rất vui á. Anh luôn. Thôi nhá, anh em uống nốt chén này nữa nhá, anh ăn cơm xong là... Nếu mà ngồi lên nữa chắc anh say lắm ấy. Ồ, nhưng mà ngồi đây không phải... Ủa? Được rồi. Cứ để ngồi đi. Ừ, anh ngồi mà, anh ăn cơm à. Đợi tí nhá, các cháu, các em ăn kẹo xong. Không, anh ăn cơm xong anh lên ăn kẹo. Ờ, được. em có lên ăn kẹo không? Có lên ăn kẹo không? Có đi nha. Có em lên trước đi nhá. Xong rồi lấy chỗ cho anh nhá. Có nhưng mà... Đi chơi mèo vào đi. Có anh chưa? Đi chơi mèo vào. Anh chưa đang... Trẻ con làm bố. Đang ở kia. Cũng phải đi. Không đi chưa? Ngồi ở chỗ. Nó chiếm một rồi, câu. Rồi, nhá chí nhá. Ừ, anh cảm ơn em. Thế nhá. Anh lúa, cảm ơn nhé. Anh có ăn thêm cơm không? Có rồi ơi, mà anh nó ăn no rồi ăn anh Long ạ. Vâng, vâng. Vậy đây anh Long ăn chôn. Thế thì em anh ngồi đây với em nhé, em ăn nốt bát cơm nhé, không em xấu hổ lắm. Vâng. Nhá. Bây giờ không sao là không xấu hổ. Không sao à, không xấu hổ à. Anh em nó không xấu hổ đâu. Thì mình là người háo chua rồi đúng không? Mình háo chua thì bé anh Long cùng là... Anh nó ăn thì cũng ngô, nó vô rồi, thì xấu hổ rồi. Vâng ạ. Em cho anh cái bánh. Ôi thế à? Anh cảm ơn nhé. Em cho anh một cái bánh à? Bây giờ em này
Hai đứa có này đó uống bia không à? Hai đứa có. Nô là con của chị Sùng và nhân vật đầu tiên là đồng hành với bạn Trường khi bạn Trường đến thôn Hào Chua. Uống bia không luôn ạ? Nô. Dạ. Bao giờ lấy vợ đây? À em chưa lấy vợ. Chắc chắn là 20 tuổi mới lấy vợ. Ừ, nhớ nhá. Nhớ nhá, mình phải đi nhá. Dạ. Ừ. Bây giờ mình đi học mình biết rồi, mình sẽ lấy vợ muộn hơn đúng không? Không lấy vợ sớm đâu. Nô uống bia không luôn. Ôi giời, anh lúa mời nô uống bia à? Bảo đó nó uống đi, nó cho một cái. Nô thì không uống đâu, thực ra thì uống nô là một trong những cậu bé vùng cao mà mình từng gặp lại. À, vâng, em chào chị Sùng. Đấy, chưa lên mà đã có bánh à? Em chúc khỏe chị Sùng nhá, em cảm ơn nhá. Nhà là con gái thì xinh gái này. Bây giờ đến con trai thì vừa đẹp trai vừa thông minh nữa. Đúng rồi. Thì cảm ơn anh Long nhá. Dạ. Hôm nay làm có một bữa cơm thì anh Long đi nấu no quá cho bà co, cho chuyện co. Vâng ạ. Ăn rất là no. Thì vâng. Cảm ơn anh Long nhá. Vâng. Em cảm ơn chị. Nhưng mà bà, mọi người ăn ngon là em thấy vui rồi. Đấy, ăn hết là được rồi. Nó tà là nó tà đi trong rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mai đi học à? Chiều mai đi học à? Đi bộ hay là ai đưa đi ấy? Chắc chắn là đi bộ. Chắc chắn là đi bộ rồi. Nô đi à đâu? Ở thôn này là nô lớn nhất à? Ai nô bên kia người lớn nhất. Ừ. Ôi giời. Uống liên tục thế này. Uống nữa luôn. Nhưng mà không uống được nữa rồi ấy. Làm được nữa, phải làm được nữa. Ờ thế. Ăn được uống được để có sức đúng không? Còn để đi làm đúng không? Làm được. Ừ, mà làm thì là phải làm được. Làm được xong là còn phải làm đường. Ờ thế. Đấy, không làm đường xong rồi thì còn phải đi làm điện. Bây giờ uống không được, ăn không được thì rồi. Không có việc gì nó đâu. Ờ. Bây giờ nó uống được mà ăn được đâu mấy. Đúng rồi. Vui. Vâng. Bây giờ này ăn không được uống không được thì ôi rồi ta mà sợ rồi. Mình có sợ á à, đó uống không được ăn không được mình á uống được nó ăn được là vô rồi. Nhưng mà anh ăn thêm cơm đi, ăn lần thứ hai thứ ba đi. Anh nó ăn ở nhà về rồi, anh về để giặt bảo xong anh ăn rồi. Anh nói ăn rồi à, ôi chưa... Hôm nay mẹ có ra không? Mẹ á? Mẹ có ra đây ăn cơm không đấy? Mẹ nó không ra, mẹ nó đi chị ạ. À đi sang nhà chị? À, đi sang chị ở Phả Vi ạ. À đi xuống nhà chị ở Phả Vi ở phía dưới đây này. Mình say rồi ấy. Giờ uống một chéo thôi. Ô mình say rồi. Một chéo không say ra sao? Một chéo nó say bừng rồi thì... Hả? Đi ăn kẹo với bọn trẻ con rồi, nên ăn bánh chu chu đó. Anh cả đây nhá. Vừa rồi thì quý khán giả là cũng có xem là hôm nay là cái mâm cỗ trung thu là từ mâm cỗ mặn này sau đến mâm cỗ ngọt của các cháu nhỏ ở đây. Năm nay thì thiếu mỗi chị Hằng thôi, còn chú Quậy thì hôm nay là say hết rồi mọi người ạ. Là hôm nay chị Thúy luôn đi. Dạ. Chị Thúy. Chị Thúy á? À chị Úy. Chị Úy đi về nhà với con với chồng mà. Dạ. Về nhà chứ, về nhà thăm nhà chứ. Đi xa nhà con nhớ mà. Ui. Đại ca của mình đâu nhở? Mua. Lo mà. Lo. Ôi làm sao đây? À nó đi về à, buồn ngủ rồi. Dạ. Bình thường là các cháu đây giờ này là muộn là buồn ngủ rồi. Đâu rồi nhỉ? Mình sẽ chọn một bạn lớn nhất ở đây nhá. Đây là con của Mỉ đúng không? Thấy không? Con là con của mẹ Mỉ à? Cái mẹ Mỉ bảo là con về nhà ấy, con ít nói tiếng phổ thông lắm, con hay nói tiếng Mông mà. Em không biết gì á? Làm giới thiệu lại này, tên là gì cả? Con tên là gì nhỉ? Tên là Giàng Mí Nô Bê. Giàng Mí Nô Bê. Rồi năm nay bao nhiêu tuổi? Em 12 tuổi. 12 tuổi, học lớp mấy? Học lớp 7. À, trường gì nhỉ? Trường học phổ thông. Trung học phổ thông bán trú.
dân tộc đúng không? Xã Giàng Châu Phi. Hôm nay vui không? Hôm qua ăn trung thu ở trường chưa? Ăn rồi à? Đây là con lớn của em nghỉ rồi. Đấy là trai. Bây giờ mới đi chơi với các bạn đi. Cậu đấy mình quay lại hỏi nhà là hơi bỡ ngỡ. Em giới thiệu đi, em đến từ đâu? Chào các bạn, mình là Trao Vlog. À, ngay tại thời điểm này thì bản thân Trao có rất nhiều cảm xúc. Cũng không biết nói sao nhưng mà không nghĩ rằng là cuộc đời mình, như mình là một người rất là hướng nội và ít khi làm những công tác như kiểu xã hội như này, và mình không nghĩ rằng trong một năm trở lại đây mình lại có thể làm được những cái công việc như này, có thể tổ chức được những bữa cơm rồi những bữa liên hoan rồi tổ chức làm đường cho bà con, rồi làm rất nhiều những công việc khác mà nó hoàn toàn trái ngược với cái tính cách của mình. Ngày xưa thì mình cũng không dám đứng trước đám đông, không dám nói gì đấy trước đám đông. Đến bây giờ khi mà tất cả mọi người đang vui vẻ ăn uống thì mình ngồi một chỗ mình nghĩ lại, không hiểu một động lực gì đấy mà bằng một cách nào đấy mình đã thay đổi một cách hoàn toàn, từ một con người hướng nội, ít nói và ít tiếp xúc xã hội. Đến bây giờ thì mình đã thành một con người rất là khác, và khi mà chứng kiến những con người hầu xưa ở đây, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, mình không biết là cảm xúc của bà con như nào, nhưng với mình thì thực sự là mình rất là xúc động. Những con người ở đây họ lại đáng yêu đến như thế. Và mình cũng nghĩ rằng là những cái buổi như này thì sẽ là những cái buổi mà rất ít khi ở Hầu Chua có thể có được những cái buổi, những bữa cơm hoặc là những cái buổi liên hoan như này. Thì em nói với mình là cuộc đời em chưa bao giờ em thấy vui như này. Cái câu đấy đúng là mình cũng thấy rằng cuộc đời mình cũng chưa bao giờ vui như này. Và mình mang lại được niềm vui cho mọi người. Đấy là cái mà cá nhân mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù mình không có mong muốn là được ghi nhận hay là được mọi người phải tung hô này cả. Mình thích ngồi một chỗ và mình nhìn tất cả mọi người, thấy mọi người hạnh phúc là mình rất là vui. Vì đối với mình thì mình cũng rất là quý trẻ con, và đặc biệt là những đứa trẻ vùng cao, vì cái đời sống, cái cuộc sống của các bé nó rất là thiệt thòi. Ngày mai thì không kể cả là các bé đâu mà người lớn họ cũng có những cái cuộc sống rất là vất vả, nhưng mà ngày mai thì mình có nói cái câu là niềm vui của con trẻ là hạnh phúc của người lớn. Thì Trao nghĩ rằng là không chỉ mỗi mình Trao mà tất cả những quý khán giả đang xem video, xem cái buổi trung thu ngày mai thì sẽ cũng chung cảm xúc với Trao và Long. Thì đúng là niềm vui của con trẻ là niềm hạnh phúc của chúng ta. Và Trao cũng rất là cảm ơn Long. Thực sự là nếu mà không có Long thì Trao sẽ rất khó để có thể làm được những cái công việc như này. Vì một mình, bản thân mình không thể nào xới được hết tất cả mọi việc, từ chi tiêu tiền bạc kinh phí, rồi hết người này đến hết việc này đến việc nọ, rồi chăm lo cho bằng này con người, không người làm đi chợ nấu cơm, nói chung là rất nhiều công việc. Thì cũng may là có bạn Long, bạn san sẻ giúp Trao được rất là nhiều việc, nên là mình cũng có nhiều cái thời gian để có thể là lo những cái công việc khác, nhưng mà tập trung vào những cái công việc khác nữa. Thì đấy là những cái gì mà Trao cảm thấy là cảm xúc của Trao hiện tại bây giờ. Thực ra thì để nói bây giờ tất cả mọi thứ mà anh em có thể nói ra đấy thì chắc chắn là chỉ là lời cảm ơn thôi. Giống như trường chia sẻ cái cảm xúc của trường, còn bản thân của Cao Nguyên Đá, bản thân của Long ở đây thì không biết là mình sẽ phải dùng từ rất là mình diễn tả về cái không khí ở đây này, làm con người ta nó sẽ thay đổi một cái tư duy nó rất là khác. Một cái sự mà hiện diện của bà con ở trên vùng cao ấy, một cái bà con mong mỏi ấy, nó là một cái ước ao rồi vậy. Nó một cái thứ mà đúng không ai nghĩ đến là bà con có thể có ngày hôm nay, cũng giống như bạn Sao bạn nói rồi đúng không, niềm vui của con trẻ đúng không, đấy thì nó là niềm mong mỏi của người lớn này. Mà ở đây có những cái người 90 tuổi, lứa tuổi trung niên như anh Lúa, rồi những bạn trẻ hơn như của em Sử, thực sự là
chưa bao giờ nghĩ ở cái nơi mình ở, nơi mình sinh ra lại có một ngày hôm nay để mà vui như vậy. Còn và khi mà mình bay thời là cam những hình ảnh trên cao mà mình còn đang treo là cô nuôi hố chua mọi người cảm thấy rất là bất ngờ ấy, không biết là chỉ trong vòng một năm mà ngôi làng của mình từ thành một ngôi làng biệt lập, điều kiện thiếu thân khó thiếu thốn khó khăn là đến ngày hôm nay nó đã lột xác hoàn toàn thành một cái hình ảnh mới. Tất nhiên là còn rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều cái vất vả phía trước nữa, nhưng mà sẽ dần dần mình nghĩ rằng là con sẽ khắc phục được, dần dần thì mọi thứ nó sẽ phát triển lên, con trẻ được học hành đầy đủ, người lớn cũng là thêm kinh tế, mọi thứ sẽ được thay đổi, nhà cửa được sửa sang, xe máy được mua. Nói chung là mình rất là mong sẽ có rất nhiều những điều tốt đẹp đến với ngôi làng Bà Chua. Và mình đã từng nghĩ trong đầu rằng có thể là 5 năm hoặc 10 năm nữa thì mình không biết là nó sẽ thay đổi như nào, nhưng mà mình hy vọng là những cái hình ảnh mà tất cả anh em chúng mình đã từng ghi lại đến sau này nó sẽ là một cái tư liệu quý, một cái tư liệu, một cái hình ảnh quý để tất cả những cái thế hệ của ngôi làng xem lại và biết rằng đã từng có một cái khoảng thời gian như thế, đã từng có những cái thế hệ như thế, đã từng có những con người như thế, ông bà cha mẹ chúng ta đã cùng nhau làm nên cái con đường này. Thực ra thì hôm nay có rất nhiều điều tâm sự, có rất nhiều điều muốn giải bày, nhưng mà nói chung là chỉ có lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn bà con, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn tất cả mọi người thêm một lần nữa. Chúng bây giờ thì mình cũng xin phép là sẽ để bạn Trường ở đây, bạn có thể là tí bạn phải đưa tôi về như sợ ma. Thì bà con bảo là ở đây là chỗ nào sợ ma là cắm đèn hết rồi. Anh Trường bảo là cắm đèn hết rồi là không sợ nữa. Đấy, bây giờ bạn ngồi đây đi. Thực ra này, cái cảm xúc ở đây này mọi người này, mỗi anh em sẽ một cái cảm nhận riêng và mỗi anh em sẽ có một cái góc nhìn riêng. Nên là ví dụ như bạn Trường bạn chọn vị trí này thì bạn có thể quan sát hết cả bà con cũng như là cao nguyên đá. Cao nguyên đá có thể là có một cái cảm xúc khác, nhưng mà câu chuyện ở đây thì đi bất kỳ đâu, giúp bất kỳ ai, làm bất kỳ việc gì, nhưng nó là một cái gì đấy thực sự nó là một cái niềm vui ấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy là mệt mỏi hay là khó khăn, thực sự là chưa bao giờ có những cái suy nghĩ này mình như vậy. Nói chung là mỗi một ngày nào có thể cái ngày mình buồn mình chán ấy, mình lên đến với bà con ấy, mình mang một cái tâm thái rất là khác, cực kỳ là vui luôn mọi người ạ. Quay phim tối quá là anh em là còn bê cả đèn lên này soi cho mình nữa rồi. Thế thì bỏ đèn to xuống đây bây giờ xuống chia sẻ luôn. Xuống với mọi người là một chút, bởi vì là cũng có uống một chút rượu rồi nên nói hơi nhịu. Với cả lúc đang hô nhiều quá nó bị khàn. Ôi trời, đại ca mua đòi về rồi à, mù chê ơ. Có đủ túi bóng không đấy? Đủ à? Ừ. Đây mọi người này, không những là các cháu là được thưởng thức cái bữa tiệc là đồ ngọt ở đây, sau đấy thì là sẽ còn chia từng phần về từng hộ gia đình một nữa. Anh có phần không hả Mỹ? Dạ anh có. Anh có không? Anh có. Có à? Thế thì nhưng mà anh to đấy, phải cho anh nhiều hơn đấy. Vâng. Được không? Một cái túi to một tí cho anh. Anh em dưới đây còn đang chơi quản túi tí uống rượu rồi. Ở đâu hết rồi? Đối thủ đâu rồi? Mai thì phát sớm một tí nhá. Ơi, à, ôi, có chết. Em xin lỗi. Vâng. Em về, anh đi đâu đấy? Không, bây giờ thì anh hát một bài mông luôn, bây giờ hát. Tiếc quá nhở, chương trình thì hôm nay là có một phần là lỗi là do mình mọi người ạ, bởi vì là không mượn được loa. Thế đi ra đây cho mượn cái mic ở đây nè. Nhưng mà bài hát này ấy, thì tên tiếng Mông đúng không? Vâng, tên tiếng Mông mà. Dịch ra tiếng Kinh thì tên là gì? Thầy rất không là tế là canh rất là hài cứ chia. Hài cứ chia là tiếng Mông rồi mà, nhưng mà nghĩa của tiếng Kinh mà. Thế đâu là gì, là em không phải là chữ, nhưng mà rất là anh trai rất là đường, rất là cái đường này rất là tốt, nhưng mà phải đi qua rồi đây rất là anh không phải là không anh cứ rất là tốt em. Nhưng mà cho em hỏi là ý nghĩa của bài hát đấy, cái lời của bài hát đấy nói về ai? Nói về một chàng trai với một cô gái à? Hay là nói về anh em chúng mình? Không phải là chàng trai, không phải là con gái, một cái gì đâu, phải là nó thả được. Thế thôi. Nhưng mà anh Tủa là cũng vừa đi Trung Thu về đúng không? Chưa có. Uống rượu ấy đúng không?
uống một tí thôi đúng không? Không uống rượu mới có. Rồi rồi, nhất trí. Thế bây giờ mình tết ba tết rồi. Là cái gì đâu biết rồi. Sau đây đoàn ca múa nhạc Hào Chua là xin phép là sẽ có một tiết mục đơn ca đến từ anh họ tên đầy đủ là gì nhỉ? Hào Lỗ Đạt, nhưng mà bởi vì tại bố tôi bố là bố lá hai đúng không ạ? Vâng vâng. Thôi thì xin rút ngắn là tên ca sĩ là anh Tủa. Đấy, bố của cháu Mua sẽ thể hiện một bài hát là bằng tiếng Mông. Bố là hay đố vậy rồi. Nhưng vâng, mà vâng. Bố nó bỏ tông của mình ra ra rồi là thúc hạ. Rồi, bây giờ mình có thể hát chưa? Mình hát nhá, bắt đầu nhá. Vâng. Rồi anh hát đi. Em mời anh. Tiếng Mông nhá. Vâng, tiếng Mông ạ. Đồng đúng đâu lê tù bờ lại tê là như hó chậm. Hey, đồng đường đú là tù là có hó chua. Hey, chi bơ cứ di lệnh tâu tổ nhì là trời sống tù là trà tù tuận. Hey, đến tôi cho là tiền theo cho là tiền xem trong đông dưới lào phải nhớ là đừng tu là nhớ phi hoa dọc phải nhớ chi mưa lìa chi mưa thể chân cho bé cho tô mi trò chúa lo bé cho thọ tao lại và lo chế rộng hãy lo giá mùa nia mùa lại chỉ chế lo đó mỏ đó tên lâu à tù là bỏ hàng cho hãy lo chi bỏ rồi hai trâu yêu đó chế chế yêu yêu à tế yêu tù là đâu đó tù ha ha. Đây là tiết mục văn nghệ đầu tiên của tối nay. Có em Mỉ đâu nhỉ? Em Mỉ còn bảo đọc một bài thơ này. Sao còn ai nữa nào? Anh Tú ơi, thêm một bài nữa. Chị Sùng nào, chị Sùng làm gì đây? Chị Sùng ơi, có cái gì nào? Chị Sùng. Hả? Chị Sùng già rồi, hát thì không làm nghe được rồi. Không già đâu, mình không già đâu. Đâu nào, chị á? Hãy luôn hả? Hát đi, anh hát đi. Hát là... Hát bài mới đúng không? Chắc là mưa chứ, mới. Hát bài mới. Hát mưa chứ? Dạ vâng ạ. Để ngủ đấy luôn. Rồi, đứng chắc chắn nha. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, sao mà. Dạ, ôi. Dạ, ôi. Ok luôn. Hát đấy Tuổi ơi. Anh ngồi đi, mà dạo à. Đồng hồ xin cảm ơn. Cái này là của người Mông. Đây là phong tục của người Mông. Anh Tú ơi, một suất, thêm một bài nữa. Ôi giời. Thôi, mình ngồi trên đá quen rồi. Tiếp tục cố gắng nhá. Vâng, không sao. Thân bà đấy không, bà ơi. Chứ mi nông xô mi mê cầu à mong ạ. Thầy cha nhớ lại tu, cha tê lại tia lá tu à tê hậu. Không, thế không có con. Cha nhớ mình là luôn. Thầy cha là nhớ đến tổ tiên. Xin phép chị ơi. Thôi à. Xin phép. Có mấy bạn hết rồi.
Mấy bạn nào họ nhiều đó. À chứ. Thôi anh chỉ diễn một bài được rồi. Thì tôi hiểu mà nhưng anh này cũng là có ý là hát thêm bài hay hả? Mọi người ở dưới thành ra là anh là bị tâm lý. Đấy. À nhưng mà từ đã, sau anh tủa rồi, còn ai còn tiết mục gì không ạ? Còn ai muốn đóng góp cho đêm trung thu ngày hôm nay không ạ? Chị Sùng à? Chị Sùng à? Rồi mời chị Sùng lên sân khấu. Mời chị Sùng lên sân khấu. Ôi giời. Thôi theo hai bộ bài luôn. Không. Ê, anh bảo Chiến này. Hôm nay anh tủa là hát rồi. Nhà Chiến anh tủa hát một bài rồi. Bây giờ đến lượt nhà nào nào? Mai Mê Ly à? Không à? Ơi. À, thế nào mời bà lên em nào, mời bà em nào. Sao? Nhất trí tặng hoa luôn. Hôm nay là trắng túi rồi. Bây giờ là Alina là có phần quà nào. Alina có quà. Mình nhìn một bài ai? Lại còn 20.000 một bài, đâu thì ai là cao nhất nào? Ai hát được thì cho 20.000. Ai có tài cao nhất nào? Một tài 10.000 nào? À, Mỹ nhưng mà cũng được Ngọc Thơ thì phải. Mọi người quyết định chưa thì ai sẽ tham gia tiết mục văn nghệ này nào? À, đúng rồi, văn nghệ hả? Anh tuổi lại hát rồi à? Trẻ con làm bùa hát một bài lên thì cháu nhanh được một bài. Hát bài gì nào? Hát bài gì nào? Bài gì cơ? Sáu bà niệm vụ. Nhỏ. Đây nào, mời lên sân khấu. Hát cho bà con nghe. Mời lên sân khấu. Nhưng mà bây giờ anh hỏi này. Bây giờ ba bạn liền là như nào? Ba bạn liền cứ hát cùng nhau à? Đúng rồi. Em gái này nữa. Đây. Em gái này con nhà ai? Con nhà gái của Nô. Em gái ruột của Nô luôn. À. Thế nên bây giờ ba anh em hát bài gì? Bài Hôm Trong Biển Khai Trường. Nhưng mà nếu như bây giờ ấy, lên đến đây rồi đúng không? Đúng. Anh hát mà bảo không có quà này có buồn không? Không nhá, đúng không? Thực ra thì là trêu thôi. Nhưng mà bây giờ tiết mục văn nghệ là để đóng góp nhá. Hai cho các chú nhá. Ê, con gái rượu của anh Hà đấy nhờ. Vâng. Rồi nào, thế ba anh em mình nha, mình sẽ chào khán giả này, sau đó là mình hát bài gì mình sẽ giới thiệu, được không? Nha, nào bắt đầu. Đấy, quá đi. Xong đây em xin giới thiệu với các chú vật. Các chị và em sẽ tản một bài hát. Bài hát cho các chú. Các chú. Là bài khai trường. Rồi, ok, hát đi con ơi. Trung điểm khai trường, lớp mơ bề ba cu. Kỳ nhân có ân ba ta hề cho quân. Cá sẽ trường tí tí, nó cá tía cơ vũ. Gà thay cô, gà bà như đi xa về nhà. Khăn đồ trong trung gió, áo trang hồ trang trông. Vũ mừng người chưa biết, vừa mới thời xa hùng. Sơn trường vào quân an, sớm sao gió mưa thu. Bước vào nào mưa, ta xa nghe hề ơi. Xin cảm ơn. Quá tuyệt vời. Ai nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Anh Tủa là người đã mở màn rồi. Không ai hát.
Nào, gì? Gì gì hát bài gì nhanh lên nào? Hát một bài đi. Hả? Già quá xấu hổ á? Anh còn già hơn nên anh còn chả xấu hổ. Hả? Hát một bài đi nhé. À, trả về lấy khen luôn à? Rồi 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 rồi. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi trả thì xin mời Dí hát một bài được không? Nhớ chị nhớ. À, nhớ. Nhớ đúng không? Biết hát đúng không? Hát mông mà. Hát tiếng của mình mà. Hát tiếng của mình mà. Hát tiếng của mình cũng biết hát đâu. Hát tiếng mông của mình đi. Rồi, hát tiếng mông của mình một bài đi. Bố xin hôm nay bắt đầu nói nhiều rồi đấy. Người mông thì chả biết nghe, nhưng người kinh thì chả nhắm tí là hát như thế. Không, không, không sao, không sao, em hát được, em hiểu không? Người ta sẽ thích cái giai điệu của bài hát của mình. Không, rất nhiều người hiểu. Mọi người yêu mến cái giai điệu đấy. Lên đây, lên đây, lên đây. Em bảo chú này là một chú này nó là một thợ thổi kế. Rất là giỏi đúng không? Vâng. À, mời ông lên đây nào, mời ông lên đây nào. Mua xe ôn lầu cầu chuẩn cho xe này. Tính tao đi à? Rồi. Đây đây, mình mời ông xuống đây đứng. Mời ông xuống đây đứng cho nó bằng này, cho người nhảy cho dễ. Đây sau đây là một cái tiết mục thực sự là nó rất là đặc sắc của mọi người. Nó cái tiết mục khèn mông là một trong những cái truyền văn hóa. Thank you.
我的是那个人都到的，那个人我摸了根子，不给肉。 Chưa xong chưa? Ủa, thế rồi. Thế rồi. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi cha? Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi? Ông này á, ông này chắc ông mới trẻ sống. Trâu trẻ trẻ sống rồi mà. 66 66 tuổi. Ờ đúng ạ. Tuổi khen này thì thực sự là nhưng mà bố em cũng phải là bố em cái đấy thì bố em không là thừa cái đấy cái thề cái đấy nhưng mà cũng phải là thừa thì có ông này nó biết thì cũng là đi ở chỗ nào cũng phải biết thề đường mà
À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Có là trong cái bài khèn của người Mông thì là có cả là bài vui với cả là bài đi thổi người chết đúng không? Đi đám ma đúng không? Nhưng bài vừa rồi là không phải bài đám ma đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là bài vui đấy. Đấy là bài chơi thôi. Bài chơi đúng rồi, đúng rồi. Như kiểu bài Tết ấy nhỉ? Như giống giống như bài. À. Ôi giời, anh em quỷ thật đang thử mà. Anh em đang thử lá chân đây của khèn Mông nhỉ, cao lắm. Ơ, nó gì, Đâu, 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 đâu. Tầm 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 cho anh đá với. Thầy tìm điếm à? Đâu, 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 đâu. Ấy, ấy, ấy. Thực sự là hôm nay mà những ai mà ít nói trong những cái ngày thường đi làm thì hôm nay nói rất là nhiều. Thế là mình xin phép là tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người luôn luôn khỏe, chúc và thành công trong cuộc sống. Bây giờ nhắc để cho bà con sẽ có thể là vui chơi cho thoải mái hơn một chút. Chào, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của trên kênh của bạn Trao Vlog cũng như kênh của Cam Anh Đá. Không biết nói gì hơn, chỉ cảm ơn mọi người. Bye bye nhá, chào mọi người nhá, bye bye. Chào cả anh Lâm ơi, chị ơi, cảm ơn mọi người, chào mọi người nhá.